Khám phá kỹ thuật đổ bê tông mỏng. Lớp bê tông bảo vệ cốt thép có vai trò gì? Lớp bê tông bảo vệ cốt thép có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ cốt thép và đảm bảo độ bền cho công trình bê tông cốt thép. Dưới đây là những vai trò chính của lớp bê tông bảo vệ cốt thép. 1. Bảo vệ cốt thép khỏi ăn mòn. Chống lại tác động môi trường, lớp bê tông bảo vệ đóng vai trò ngăn chặn cốt thép khỏi tiếp xúc trực tiếp với không khí, nước và các chất gây ăn mòn như muối hoặc hóa chất trong điều kiện môi trường ẩm ướt hoặc tiếp xúc với hóa chất. Nếu cốt thép không được bảo vệ bởi một lớp bê tông đủ dày và chất lượng tốt, nó sẽ dễ bị rỉ sét khi bị thép ăn mòn. Thể tích của nó sẽ tăng lên, gây ra nứt nẻ bê tông và suy giảm chất lượng của kết cấu. Kiềm hóa cốt thép. Bê tông có tính kiềm giúp bảo vệ cốt thép khỏi quá trình oxy hóa. Lớp bảo vệ này duy trì môi trường kiềm xung quanh cốt thép, ngăn ngừa sự ăn mòn do phản ứng oxy hóa. 2. Tăng cường độ bền và tuổi thọ của công trình. Bảo vệ kết cấu lâu dài. Lớp bê tông bảo vệ giúp cốt thép duy trì khả năng chịu lực và độ bền trong suốt tuổi thọ của công trình. Nếu lớp bảo vệ không đủ dày hoặc bị hư hỏng, cốt thép dễ bị suy yếu, dẫn đến việc công trình bị xuống cấp nhanh hơn dự kiến, giảm nguy cơ nứt gãy. Khi cốt thép được bảo vệ tốt, kết cấu bê tông ít bị nứt hơn do các yếu tố như co ngót, giãn nở, nhiệt độ hay ăn mòn cốt thép. 3. Chịu lực và phân phối tải trọng. Hỗ trợ kết cấu. Ngoài chức năng bảo vệ cốt thép, lớp bê tông bảo vệ còn đóng vai trò chịu lực cùng với cốt thép chịu tải trọng của công trình. Lớp bê tông này giúp phân bổ tải trọng lên toàn khối lượng bê tông, giảm áp lực tác động trực tiếp lên cốt thép, tránh tình trạng cốt thép bị quá tải. Tăng cường độ cứng. Lớp bê tông bảo vệ làm tăng cường độ cứng của kết cấu bê tông, giúp cấu kiện chịu lực tốt hơn, đặc biệt là dưới tải trọng uốn và cắt. 4. Chống cháy. Bảo vệ cốt thép khỏi nhiệt độ cao trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Lớp bê tông bảo vệ đóng vai trò như một lớp cách nhiệt, ngăn cốt thép tiếp xúc trực tiếp với lửa. Điều này giúp cốt thép giữ nguyên khả năng chịu lực trong một khoảng thời gian nhất định khi nhiệt độ xung quanh tăng cao, từ đó tăng cường an toàn cho công trình trong các tình huống cháy nổ, giảm nguy cơ sập đổ. Lớp bê tông bảo vệ làm chậm quá trình truyền nhiệt đến cốt thép, giúp kết cấu công trình không bị sập đổ nhanh chóng khi gặp phải nhiệt độ cao trong hỏa hoạn. 5. Ngăn ngừa tác động cơ học và hóa học. Chống va đập và tác động cơ học. Lớp bê tông bảo vệ giúp bảo vệ cốt thép khỏi các tác động cơ học trực tiếp như va đập, rung động hoặc lực cắt bên ngoài, đặc biệt trong các môi trường có sự rung lắc lớn hoặc công trình chịu tải trọng động. Kháng hóa chất. Trong các công trình tiếp xúc với hóa chất, lớp bê tông bảo vệ đủ dày sẽ ngăn cản sự xâm nhập của các chất ăn mòn như axit, kiềm, muối vào bên trong cốt thép. 6. Duy trì tính thẩm mỹ và hoàn thiện của công trình. Bề mặt mịn và bền đẹp, lớp bê tông bảo vệ cốt thép cũng góp phần tạo nên bề mặt mịn và đẹp cho các cấu kiện như cột, dầm, sàn. Điều này giúp công trình giữ được vẻ bề ngoài thẩm mỹ trong thời gian dài mà không bị lộ cốt thép hoặc các khuyết tật khác, giảm thiểu sự xuất hiện của vết nứt. Bằng cách bảo vệ cốt thép khỏi các tác động bên ngoài, lớp bê tông bảo vệ giúp giảm thiểu hiện tượng nứt vỡ trên bề mặt công trình, giúp duy trì vẻ bề ngoài hoàn thiện và bền vững. 7. Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn và quy định xây dựng. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu một lớp bê tông bảo vệ có độ dày tối thiểu nhất định, thường từ 20 đến 50 mm, tùy theo từng loại kết cấu và điều kiện môi trường. Để đảm bảo an toàn và độ bền cho công trình, thiếu lớp bê tông bảo vệ hoặc lớp bảo vệ không đạt yêu cầu có thể dẫn đến sự xuống cấp nhanh chóng của kết cấu, thậm chí không đạt tiêu chuẩn khi kiểm tra nghiệm thu. Kết luận, lớp bê tông bảo vệ cốt thép không chỉ đóng vai trò bảo vệ cốt thép khỏi ăn mòn và tác động của môi trường, mà còn giúp gia tăng khả năng chịu lực, chống cháy, kéo dài tuổi thọ của công trình. Đảm bảo lớp bê tông bảo vệ đủ dày và chất lượng tốt là điều vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn và bền vững cho mọi kết cấu bê tông cốt thép. Bạn nghĩ sao về vai trò của lớp bê tông bảo vệ trong xây dựng?